Em mến chào anh trai Lược ở xã Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Anh trai có đặt em bộ hát live stream thu âm quay video, tên sản phẩm là X5. Chọn bộ hát này thì 1 triệu đồng và anh trai đã ủng hộ em. Và trước khi test âm thanh cho anh trai thì Khương đã báo là đã nhận tiền của anh Vietcombank vào lúc 9:56:28 và Khương lên video. Trước khi lên video, Khương sẽ nói lại một lần nữa trong cái cách cắm dây anh về, anh cắm chỉ có 3 lỗ thôi là xong. Nói lại một lần nữa cho anh để sau này anh quên, anh xem cái video lại. Anh nhận hàng anh về anh thấy cái chữ micro, cái lỗ đầu tiên micro nè là cắm cái micro ha. Tiếp theo lỗ thứ hai, lỗ thứ ba là anh cắm cái tai nghe em tặng kèm đó, anh cắm lỗ nào cũng được, thứ hai hoặc thứ ba ha. Tiếp theo cái cọng dây livestream thu âm anh cắm lỗ cho em, lỗ tròn cuối cùng nè. Nó có nhà sản xuất làm 2 lỗ mà em nói lỗ cuối cùng cho anh dễ nhớ, nó không có bị trùng ha. Anh có quên gì thì anh tua video lại, tua tới tua lui anh xem ha. Rồi cái tên sản phẩm thiết bị lấy bằng Bluetooth thì cái tên của nó là X5 thì em có nói rồi ha, ai cũng biết cách lấy nhạc bằng Bluetooth rồi. Cái điện thoại này là cái điện thoại em đang lấy nhạc nè. Rồi bây giờ em sẽ găm dây clip vào ha, găm dây clip vào và test âm thanh cho anh. Bây giờ em mở nhạc, em găm dây clip luôn nha, hát luôn một đoạn cho anh luôn. Anh quan trọng nha, trước khi mình live stream, mình hát live stream, mình hát quay video, mình hát ghi âm gì bắt buộc phải găm vào cái điện thoại em đang quay xuống đồ anh ha. Anh nhận hàng thì anh về sau này anh quay cái video lên mặt của mình đi, vì em hát là em quay xuống đồ cho anh nhìn thấy đồ của anh ha. Bây giờ em ghim đây, em ghim nè, ghim để test cho anh, ghim nghe anh nha. Hiện tại đếm nhỏ nhạc, hiện tại anh thấy cái tiếng vang nè, tiếng nhạc có là anh đã ok hết, là đã làm đúng hết trơn ha. Như vậy thôi, đơn giản như vậy chứ không có gì mà khó khăn. Sau này anh quên gì thì anh cứ gọi video em, có lỡ mà rút dây ra quên sẽ đi đâu đó thì cứ gọi em chỉ cách gắn dây và em gửi cái hình ảnh lại một lần nữa cho anh. Bây giờ em tăng nhạc. Kiểm tra một đoạn cho anh Lượng ở Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh đã nhận tiền Vietcombank 9:56:28. Cảm ơn anh. Thân phận nghèo, em hát thân phận nghèo. Một đời lên đến trắng tay, yêu em nhiều bao năm ngày cưới, giờ tình vay kín thương đau, khi đời mình nghèo có mai sau. Để rồi hôm nay xót xa, khi nhìn người mấy kiếp xa hoa, ngậm ngùi thương tiếc riêng ta, tìm đâu giây phút mong mà. Phận nghèo như con nước trôi, đưa con thuyền nơi đâu là bến. Mộng tình duyên kiếp mong manh, bao ngày sầu ngập mãi xuân xanh. Đường về hôm nay vắng tanh, mưa lạnh lùng qua mái chân rơi, chân lòng thương nhớ bơ vơ. Nhân thế ơi sao mà âm thầm sống kiếp nghèo nàn, bao cuộc tình bao lần gian dở trong tôi. Bởi trắng tay nên người ta mới phụ mình, thân phận nghèo nên lòng dám tranh chi ai. Làm người ai không ước cao mơ sang giàu, lời danh quyền quý mà trời cho con trắng tay, nên một đời ôm lấy chua cay. Nhìn đời bon trên đôi thay, bao cuộc tình mua
vàng trao tay. Lạy trời thương xót thân con, cho kiếp sau không là kẻ nghèo. Một lần nữa Khương cảm ơn anh Lược ở Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh đã ủng hộ em bộ hát 1 triệu đồng. Và em sẽ vận chuyển kịp 14 giờ chiều nay và bao toàn bộ chi phí cho anh. Vì trong nước Việt Nam là Khương bao hết, trừ quốc tế thì Khương không bao phí được. Vì chuyển sang nước ngoài phí rất là cao. Cảm ơn Lược rất nhiều nha, em tính sẵn cho anh luôn. Rồi, cảm ơn anh.